Em xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay lên cái clip mới, xin giới thiệu với anh em một sản phẩm mới VitaGear. Đó là chiếc đầu băng cối. Đầu băng cối đến từ thương hiệu AK với model là GX4440D. Ha. Một em AK GX4440D. Hàng nội địa Nhật nha. Em về từ Nhật và anh em lưu ý giúp em là nguồn điện dùng là AC 100V. Đúng chuẩn của hàng Nhật ha. Máy chạy băng 7 một chiều và là 3 đầu từ ha. Hoạt động hoàn hảo tất cả tính năng. Tốc độ chuẩn, ghi phát, chất âm ok. Máy được thiết kế mặt nhôm phay rất đẹp và nền dưới là nền đen ở dưới ha, trên là mặt nhôm phay ha. Và những cái họa tiết thì nút phím phím trên là phím gạch đen, tay đen, dàn nút này là nhôm trắng, nhôm phay trắng ha. Thì trước tiên sẽ quay cái ngoại hình để anh em tham khảo, sau đó thì em sẽ tiến hành lắp máy và phát để anh em xem cái phần này, chất âm cũng như là phần hoạt động của máy. Máy rất đẹp nha. Đó. Đây là tốc độ, hai tốc độ nhanh hoặc chậm, volume của micro, nếu mình có micro kết nối vô để sử dụng cho phần thâu, volume line in để thâu, volume out, nó có volume out ram đi ngoài nha. Đây là chọn chắc. Đó. Step là hát băng, sụt là tín hiệu ngoài vào. Rồi. Đây là play và thâu, tua trái tua phải, buli bánh ép, không máy. Máy được thiết kế là bao quanh toàn vỏ gỗ, nguyên vỏ gỗ hết nha. Bên hông, cạnh trên, cạnh dưới và cạnh đít là tất cả đều vỏ gỗ. Đây, mình quay cạnh sau cho anh em. Điện AC 100V, 50 xích, 60 xích. Ngõ tín hiệu vô, ra. Đây là tem máy. 4440D. Mắt in sao băng. Đây là đổ thoát hơi, thông hơi, quạt, cái quạt motor để thông hơi cho mát quạt ha. Rồi ok, qua cái phần quay ngoại hình giới thiệu đến anh em. Bây giờ em xin tiến hành lắp băng vào cho máy phát để anh em xem máy phát như thế nào và âm thanh như thế nào ha. Thì anh em nào có nhu cầu cần giao lưu, cần thêm thông tin của máy, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em ha. Số điện thoại em trên tiêu đề 0908 217 658. Em Huy Dũng Tàu, giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Gài băng thì cái núm gài băng là như những máy lớn ha, gài rất là tiện, không phải như là núm cao su. Cho băng vào, lên băng, xoay cho hai hoặc ba vòng ha, để nó giữ băng lại. Bây giờ bật lên chế độ em bơm vào nguồn rồi, bơm vào nguồn đây rồi ha, bật chế độ play. Rớt cái rêu nhựa, rớt cái rêu nhôm nên nó hình vinh luôn à. Đây là phát băng Chí Linh. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày xưa
vẫn vương từng phút giây êm đềm cùng người ơi. Kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm làm quê. Từ khi vào lính rồi lành xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm gì, một lần buồn chưa bôi xóa. Quê cũ ghi bao tình nên đêm trăng lần, mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Chắc âm ok ha. Từ hờ đó hết phần tua nha. Máy tua rất là êm. Em này tuy là máy nhỏ nhưng mà chất âm thì không có thua những cái máy lớn đâu nha anh em. Chỉ kém hơn máy lớn là do là chạy băng 7 thôi. Thì cái dung lượng băng nó ít hơn những cái máy lớn thôi. Phần chất âm thì ok hết. Dần người hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi quanh mặt mà đi. Về cái sản phẩm đầu băng gói Akai GX4440D. Tới đây em xin kết thúc clip. Anh em có nhu cầu giao lưu xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại em trên tiêu đề 0908217658. Em Huy Vũng Tàu giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha. Trân trọng cảm ơn em đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em. Hẹn gặp lại anh em với những link tiếp theo, xin được giới thiệu với anh em những sản phẩm mới hay độc lạ đến anh em. Trân trọng kính chào anh em.